Xong rồi quý phi ơi, không xong rồi. Chuyện gì? Dạ bẩm quý phi, năm tên tiểu quỷ đó đã bỏ trốn khỏi hoàng cung lúc nào không hay. Vô dụng. Đi đi. Hạ thần xin phép cáo lui. Đi đi. Tức chết đi được. Bọn chúng đã lọt vô khu rừng phía tây rồi. Hãy nghe cho rõ đây. Khu rừng này đã được trấn yểm. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hãy sống suốt đời ở đây đi và đừng mong ngày về. Ta đã có bát tự của 5 anh em bay. Nếu có phép thần thông ra khỏi đây thì cũng sẽ biến thành 5 con quả đen gớm ghiếc thôi. Sẽ biến thành quả. Chúng ta gặp được tiểu muội rồi. Mẫu hậu nơi trên suối ắt sẽ mỉm cười. Hôm nay các huynh rất là vui khi được muội tới thăm các huynh. Huynh cảm thấy rất tự hào về muội. Huynh nghĩ mẫu hậu nơi chính suối cũng đang vui mừng với chúng ta đó. Tiểu muội thật là xinh đẹp. Huynh rất là tự hào khi có một tiểu muội vừa xinh đẹp vừa can đảm như muội. Đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta phải hồi cung để mà phải giải lời nguyền của một phù thủy ác độc. Muội cũng nghe nói lời nguyền đó. Chính vì nó mà năm huynh mới bị giam hãm ở trong khu rừng này. Nhưng mà các huynh lo gì? Chẳng phải muội đã vào đây được bằng áo choàng của phụ dương ban cho sao? Huynh nghĩ mình không nên sơ suất tới như vậy. Tại vì muội có áo choàng mới có thể bước vào rừng. Còn các huynh đây đã bị lời nguyền của một phù thủy, chỉ cần bước ra khỏi khu rừng này thôi thì năm huynh lập tức biến thành quả đen ngay, không thể sơ suất được. Bệ hạ nói sao? Bệ hạ đã giao cái áo choàng hộ thân cho con tiện tỳ đó rồi à? Bệ hạ muốn con tiện tỳ đó gặp lại đám ngũ quỷ trong rừng sâu rồi quay trở lại đây phá nát cái hoàng cung này hay sao? Đừng có mơ. Ta xin hậu, ta xin hậu. Tự nó là những thái tử, là dòng dõi hoàng tộc, chứ không phải là ngũ quỷ ngũ quái gì hết. Ta xin hậu mà, đừng giết hại tụi nó. Vậy bệ hạ muốn đám ngũ quỷ đó quay trở lại hoàng cung trong lốt quả, hay là muốn nó sống kiếp người yên vui trong rừng sâu hả? Không, ta xin hậu, làm ơn tha mạng tụi nó đi. Ta xin hậu mà, làm ơn tha đi. Là do chúng muốn thôi. Tiểu muội, dịch tay có gì cho muội đây? Huynh giỏi quá. Bình thường mà. Hoàng muội, Hoàng muội ơi. Để quên. Huynh về rồi. Hoàng muội, có cần huynh giúp gì không? Dạ không. Để huynh đi lấy củi về có mệt không? Thấy cho bọn nhãi con. Dám quay về tính chuyện chống lại ta sao? Yên tâm đi muội, mụ ta chỉ nói giọng xuống thôi, không tới đây được. Ngày định tội của mụ đã tới rồi, ở đó mà còn đe dọa chúng ta sao? Bọn bay tưởng có cái áo choàng đó hồng thoát thân ra khỏi khu rừng sao? Đừng vọng tưởng. Các hoàng huynh có nghe mụ ta nói gì không? Mụ ta biết chúng ta có áo choàng và sẽ thoát ra khỏi đây. Hay quá, vậy là theo lời mụ ta nói, chiếc áo choàng có thể giúp 5 anh em ta thoát khỏi đây. Mụ ta có vẻ hoảng sợ rồi. Chúng ta mau tiến về hoàng cung đi các huynh. Đúng rồi đó. Ngày này cũng đã tới, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Được. Quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi.
qua khỏi đoạn này là chúng ta đã đi ra khỏi khu rừng. Đúng rồi. Như vậy là anh em mình sắp được về hoàng cung rồi. Sắp được về hoàng cung rồi. Cũng nhờ bảo vật của phụ dương để bảo vệ chúng ta. Hoàng muội, chúng ta đi. Chúng ta đi thôi. Hoàng huynh, Hoàng huynh, sao cái Hoàng huynh lại biến thành những con quạ như thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng huynh, lời nguyền của ta đã linh ứng. Lũ quạ dơ dãy đó chính là các hoàng huynh yêu quý của ngươi đó. Áo choàng bảo bối chỉ giúp người thoát khỏi những hiểm nguy rình rập dây quanh, nhưng không thể nào giúp các anh của ngươi thoát khỏi lời nguyền của ta. Vì ta đã lấy năm bát tự của năm thái tử để ểm bùa trong khu rừng này. Nếu thoát khỏi đây, ắt sẽ biến thành quạ đen vĩnh viễn. Ngươi biết thì cũng đã muộn rồi. Trời ơi, ta đã bị mắc lừa của mụ độc ác này rồi. Trời ơi, Hoàng huynh ơi. Đừng khóc nữa, hỡi công chúa kìa. Ai đó? Ai đang nói đó? Bà chính là thần cây đây. Thần cây, dù người là ma quỷ hay thánh thần, ta cũng không quan tâm. Nhưng xin thần cây hãy cứu giúp năm hoàng huynh của ta. Ta không thể để cho kiếp này năm hoàng huynh của ta biến thành quả được. Thần cây ơi. Ta đã có cách rồi, nhưng công chúa có chịu nhẫn nại và hy sinh không? Ta dù là nữ nhi, ta yếu chân mềm, nhưng ta có thể hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ các huynh. Xin thần cây hãy chỉ bảo. Ta vốn ở đây trấn giữ khu rừng này. Thấy hoàn cảnh huynh muội của công chúa, ta cầm lòng không được. Vậy thì công chúa hãy nghe đây. Trong vòng 6 tháng, công chúa hãy tước những vỏ cây có gai trong rừng này, rồi bệnh lại, đan thành một tấm lưới, mỗi bề 5 sải tay, rồi chụp lên 5 người anh em của mình, thì mới hoàn lại cốt người. Nhưng điều khó nhất là suốt thời gian đan lưới, công chúa không được mở miệng, gai có đâm vô thịt cũng không được kêu la, và ai làm gì cũng không được nói. Có như vậy, tấm lưới mới giữ được phép thuật. Công chúa có làm được hay không? Được, ta làm được. Đội ơn thần cây. Các huynh ơi, chúng ta được cứu rồi. Muội sẽ làm. Các huynh chờ muội nha. Tốt lắm. Loài cây gai này khi đang lại thành một tấm lưới, nó sẽ giúp công chúa chống lại yêu ma tà thuật. Và hãy sử dụng nó khi đối đầu với mụ phù thủy ác độc kia. Đa tạ thần cây. Ta sẽ khắc cốt ghi tâm điều này. Các huynh ơi, ráng chờ muội thêm chút nữa. Đã qua 5 con trăng rồi, muội sẽ đan xong tấm lưới để cho các huynh mà. Ráng chờ muội thêm chút nữa nha. À.
Dừng kiệu. Thái tử, hình như có cô gái bị xỉu. Hình như là cô ta đi lạc đường. Thật là tội nghiệp cho nàng. Phụ ta khiêng nàng về kiệu đi. Dạ. Khởi kiệu. Nhanh lên. Tại sao từ lúc ta đưa nàng về cung tới giờ nàng không nói một lời? Là nàng không nói được, hay là nàng không muốn nói chuyện với ta? Thôi được rồi, nếu nàng không muốn nói chuyện với ta, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Nàng hãy ở lại đây đi, nơi đây sẽ an toàn hơn chốn rừng sâu. Bẩm thái tử. Có chuyện gì? Có nhà vua và các quan đại thần tới. Mời vào đi. Dạ. Hoàng Di bái kiến phụ hoàng. Ta miễn lễ. Đa tạ phụ hoàng. Hoàng Di, ta nghe nói Hoàng Di vừa cứu được một cô gái và đưa về cung. Ta nghĩ điều này là trái với phép tắc và luật lệ của hoàng gia. Dạ thưa phụ hoàng, Hoàng Di định đến cung điện của phụ hoàng để bẩm báo, nhưng tại vì nàng ta... Dạ thưa phụ hoàng, tại vì không tiện ạ. Vậy có chuyện gì mà khiến cho Hoàng Nhi lại phải bận tâm với một cô gái quê mùa như vậy? Nàng, nàng hãy ra mắt phụ hoàng của ta đi. Vậy là ý gì? Hỗn sực. Thưa phụ hoàng, nàng không có ý gì đâu thưa phụ hoàng. Từ lúc Hoàng Nhi đưa nàng về đây tới giờ, nàng chỉ ngồi lặng yên rồi làm việc riêng của mình. Xin phụ hoàng hãy suy xét lại. Lý do gì mới được thưa thái tử? Nàng ta cứ cầm cùi đan, không ngó ngàng tới. Để tránh hậu quả về sau, con xin phụ hoàng suy xét lại. Con tin rằng nàng ấy không phải là người nguy hại đến hoàng cung đâu phụ hoàng. Y lĩnh. Đúng là ma quỷ hiện hình, sắp đến giờ hành quyết mà vẫn không hề nào núng. Khoan đã, phụ vương hãy dừng lệnh hành hình. Phụ vương nhìn kìa, có lẽ ông trời cũng không muốn nàng chết đó phụ vương. Im. Quân hành hình. Ta đang xong rồi. Hoàng Mũi, Hoàng Quân ơi cứu em. Chúng ta phải cứu Hoàng Mũi. Đúng là ma quỷ hiện hình đây rồi. Quân, dạ, bắt chúng lại cho ta.
Bẩm hoàng thượng, con chính là công chúa Mỹ Lan, và đây là năm hoàng huynh của con. Xin cấu đầu ra mắt quốc vương Nam Du và thái tử. Giang ra, thì ra nàng là công chúa Mỹ Lan. Thảo nào lúc ta gặp nàng ở tận rừng sâu, tuy bề ngoài nhếch nhác đơn sơ, nhưng cốt cách của nàng lại toát lên khí chất của dòng dõi hoàng tộc. Phụ vương, đây chính là công chúa Mỹ Lan đó phụ vương. Công chúa Mỹ Lan? Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Dạ muôn tâu hoàng thượng, công chúa Mỹ Lan cùng với năm vị hoàng tử đã trở về. Hả? Các hoàng tử trở về à? Ngăn giúp lại cho ta. Ngũ quỷ, các ngươi về đây định phá nát triều đình này à? Bắt chúng lại. Một phù thủy độc ác, đã đến lúc ta cho mọi người trong thiên hạ biết sự thật. Hãy hiện nguyên hình đi. Thả ta ra, ta biến cho triều đình này thành quả hết bây giờ. Thả ta ra. Đáng đời một phù thủy độc ác. Trời ơi, hoàng hậu của ta đây sao? Thật là ghê tởm. Bây giờ mụ đã hiện nguyên hình rồi. Các vị hoàng tử thật là tài giỏi, đã bắt được mụ ta đó. Bao nhiêu năm nay mụ đã hành hạ các anh em chúng ta như thế nào? Bây giờ mụ hãy trả giá đi. Đúng rồi, trả giá mụ đi. Phải trả giá. Ủa, mụ ta đâu? Mụ ta đâu? Mụ ta đâu rồi? Đúng rồi. Kỳ vậy, mụ ta biến mất rồi. Mụ ta đâu? Biến mất rồi sao? Mụ ta đâu rồi? Biến mất vậy. Ở đây mà. Công chúa, các con. Như thần bái kiến phụ vương. Các con đứng lên đi. Tạ ơn phụ vương. Bà ta đã hạ sanh ra năm vị hoàng tử, có nghĩa là ngũ quỷ.